nè nè nè, nhìn nó dạ nè, thấy chữ gì không? Lover. Mưa cho thấy vợ chồng lạ vậy. Áp úp hả? Sáng giới. Đâu nãy giờ không thấy. Ê, nó nghe là đồ chờ Bến Thành coi giờ. Bây giờ làm coi bộ được quá ha. Chờ dở hoài. Nghe chỉ chân Thành mà sao đi hàng giả được. Vợ tặng hả Thành? Dạ tặng anh. Vợ tặng hả? Mùa trước, tặng nhớ mùa trước không? Mùa, giờ mai mùa thứ ba thì anh em ngồi với nhau, anh Nghĩa nói anh đang xây nhà ở bên quận 7 nè, cho em coi nè. Đó. Là mùa trước. Bây giờ quay lại mùa này là mùa 4, nhà chưa xong. Là biết nó to cỡ nè. Đúng chưa? Dạ thưa quý vị, tất cả những điều mà Trường Giang nói. Nếu mà cái nhà xây một mùa mà xây không xong là cái nhà bự cỡ cánh đồng đó. Mới xây một mùa mà không xong. Đó, nhà như nhà thương vậy đó. Trời ơi, cái gì vậy? À, vô ghế ngồi. Bên này thì ít xong. Mỗi thành phố từ Việt Nam qua tới Mỹ, mỗi thành phố một căn nhà thôi được không? Chà, dữ à. Dữ. Thằng em trai em làm giới thiệu lại nha. Nhà quận 4 và những khu nghỉ dưỡng là ở các tỉnh thành và là bạn trai cũ của Lâm Vy Dạ. Không, cái đó không bạn trai trong mộng, rõ ràng, đúng, rõ ràng. Xin nói lại, cờ rết của Lâm Vy Dạ, bạn trai cũ của Yến Nhi. Cái đó đúng. Xin đây. Mày vô đi hát hay không? Mà tay cắt tiền. Sáng rồi. Chính là bây giờ ca sĩ hay đeo sòn á. Trời, nói như công chúa, cái bự trà báo luôn. Này 10K không công chúa? 10K không? Có 15K nè. Trời ơi, xuất sắc. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Lại mật thiết với Trường Giang tiến hành. Đó, thấy không? Cũng đẹp đẽ. Ca hay. Con nhà giàu. Dẹt đồng hồ ra coi. Đó. Đó. Không sao. Ủa. Mình hoàng thượng mà sao thấy dám kiểu gì cũng làm vậy. Không ai cái gì nữa, đúng không? Tại vì đứa nói là trong trời không cho ai nhiều. Ủa gì cho Thúy Tiên gì nè, cao đẹp cái hay rồi chồng giàu nữa rồi muốn gì nữa. Rồi em cũng đóng phim thôi đó Tiên, em cũng diễn xuất đó. Mời hai em về chỗ luôn đi. Ủa, nói chuyện chứ. Làm sao mà dây được, tại vì anh nghĩ rằng là không còn cái gì để mà giao lưu nữa. Có thể là không cần, nhưng mà khán giả đang muốn tụi em chia sẻ về anh. Trên đời này, có ai càng già mà lại càng trẻ ra như anh Đại Nghĩa không? Từ khi anh được 18 tuổi là cái nhan sắc nó dừng lại tới bây giờ luôn đó. 18 tuổi có đây mười mấy năm. Anh quên mất rồi. Nhưng mà quý vị có thấy là Đại Nghĩa là năm nay anh đẹp hơn hẳn mọi năm không? Vì cái mùa trước, các bạn có nhớ mùa trước không? Mùa, giờ mai mùa thứ ba đó thì anh em ngồi với nhau, anh Nghĩa nói anh đang xây nhà ở bên quận 7 nè, cho em coi nè. Đó. Là mùa trước. Bây giờ quay lại mùa này là mùa 4, nhà xây chưa xong. Là biết nó to cỡ nè. Đúng chưa? Dạ thưa quý vị, tất cả những điều mà Trường Giang nói. Nếu mà cái nhà xây một mùa mà xây không xong là cái nhà bự cỡ cánh đồng đó. Mới xây một mùa mà không xong. Đó, nhà như nhà thương vậy đó. Trời ơi, cái gì vậy? Vô ghế ngồi. Bạn số 2, đẹp trai không? À, cao ráo ha, đeo mất kiến, dòm ngầu ha. Em ruột em hả? Em ruột em hả? Ừ, công việc của em ruột em là làm quản lý trạm dừng chân. Giờ mới biết đúng không? Xin chào anh Thành, chào mọi người. Mình tên Đăng Khoa. Cũng như anh Thành Vinh Giang nói đúng, mình là kinh doanh ở Tiền Giang. Chị hai, em được cố gắng hết sức. Có lỗi chị hai của chị hai chưa, để tôi phải nói đó. Chị hai, mặc dù chị đã đưa cho em một số những cái đồ ăn rất là ngon, có kêu cháu nó gửi cho em chỉ biết cháu nó diễn được thôi, em đâu ngờ nó hát vậy. Xin lỗi chị. Mẹ ơi, cho con nhắn mẹ vài câu luôn. Là tại vì mẹ đừng trách anh Thành với anh Giang, tại vì cái chương trình này là có những người như con mới có người coi. Chứ nếu mà ai cũng hát hay hết, người ta về quên, ồ thằng đó hát hay gì vậy, còn ồ thằng này đẹp mà hát dở, nhớ mày. Hay. Tự tin đi, học đẹp mà hát dở, có duyên. Yên tâm, sau chương trình này cái quán cơm của mẹ em sẽ đông khách thêm nữa. Mày ra tới để coi em thôi đó. Tới nè, tới thôi. Ê, bà chân mập, bà đâu rồi? Ừ, con bà đâu? Bữa nay hát dở thiệt. Vậy vậy, ê bà dân, sao bà nói cơm ngon mà con bà hát dở vậy? Chị Thu Trang đó, chị cũng bán đồ ăn và chị cũng hát dở. Thì đó. Em cũng bán đồ ăn và em cũng hát dở. Ủa, lẽ ai bán đồ ăn cũng hát dở hết hả em? Em tới đây để em chặt chương trình hả em? Dạ không, nhưng mà tại vì không, cái này là em tự, như em đã dám đăng ký này là em vượt qua bản thân em. Tại vì thường á em bị khớp những cái mà đi du kịch hay là đồ này kia là em ưa, hãy có hát là em bỏ, em không diễn.
Mắc cái gì mà đến chương trình này mà đeo hộp nhiều vậy? Gia đình tao có điều kiện, có quyền trời. Dạ không, em quảng cáo thêm chút xíu là em có bán hộp sòn nữa. Mấy đứa, tao bán hộp sòn kìa mấy đứa. Trời ơi, sát này kìa, sát này liền kìa. Tao hộp sòn. Ok không anh? Đeo quá trời, đứa gì vậy? Cái gì mà trớ lột của mình? Đứa đeo mũ ra. Gì mà đeo cho dữ vậy? Sơn hôm nay thì vẫn chỉnh chu bảnh bao như mọi khi. Chỉ có điều là thời gian gần đây Sơn lao vào cái lĩnh vực kinh doanh, cho nên là hình như ít có nhận lời tham gia các chương trình. Mãi đến mùa năm vòng mãi vòng ai mới mời được Cao Thái Sơn, có phải vậy không? Dạ, Cao Thái Sơn giống như là đại gia đấy không? Anh nghĩa là cò đất cái bên nè. Xong cái giao dịch xong rồi thì mới đi vô quán bia ở vậy. Không, quán sushi. Và sushi bên kia nó phục vụ. Các bạn hãy nghe anh ấy chia sẻ. Cũng lòi hai con rắn ra chứ ít gì. quá đó. Thời gian vừa qua thì Sơn không có gì mới cả. Nhưng mà cho đến vừa rồi thì mới ra một cái sản phẩm mới có tên là Khóc Giữa Trời Mưa của nhạc sĩ Vương Anh Tú, thì mới bắt đầu comeback trở lại. Tôi xin bắt đầu giới thiệu sơ lược về đầu của tôi. Bên tay trái tôi một á hậu đại diện cho miền Trung xứ Huế mộng mơ. Cảm ơn. Dạ. Bên tay phải tôi là hitmaker, giám đốc sản xuất, producer đỉnh nhất quận Bình Thạnh. Tôi chỉ giới thiệu vậy thôi. Thành ơi, người ta giới thiệu đồng đội người ta hoành tráng quá, lẽ nào em chịu thua? Em là người không khoe khoang quý vị, em chỉ báo nhẹ cho anh Nghĩa thôi. Không biết ai là một trong những cặp giò dài thon và hiện nay đắt giá nhất làng Khát Quốc. Không biết ai giờ nhạc quá, mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Mỗi quận 10 căn. Anh, em cũng xin nói thêm. Sao? Hà Thu là đại diện của miền Trung xứ Huế, đã từng mở nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và đã đóng cửa. Còn đây thằng em, trai em, làm giới thiệu lại nha. Nhà quận 4 và những khu nghỉ dưỡng là ở các tỉnh thành, và là bạn trai cũ của Lâm Vy Dạ. Không, cái đó không bạn trai trong mộng. Rõ ràng, đúng, rõ ràng. Xin nói lại, cờ rết của Lâm Vy Dạ, bạn trai cũ của Yến Nhi. Cái đó đúng, cái đó đúng, cái đó đúng, cái đó đúng, cái đó đúng. Cho hỏi là bên kia là gì, resort hay là khu nghỉ dưỡng à? Nó gọi là khu dân cư. Khu dân cư à? Bên đây thì ít thôi. Mỗi thành phố từ Việt Nam qua tới Mỹ, mỗi thành phố một căn nhà thôi được không? Chà, dữ à? Dữ, dữ, dữ. Bây giờ thí dụ như là Việt Nam có mấy tỉnh thành? Sao bốn, sao bốn, sao bà sao bốn? Sao bốn tỉnh thành phải không? Mỗi tỉnh một căn thôi. Đếm đi, tôi không biết làm toán. Nó nghe nè các em ơi, thôi đừng nói. Nó càng nói ra càng nhiều cái khán giả biết không hay nha. Nên để mọi cái nó trong cái dòng bí mật mờ mờ ảo ảo nó mới hấp dẫn. Bên sushi bar im luôn rồi. Trời ơi. Đấy, trai kỳ quen quá hỏi anh ơi, cái này chắc không phải bán hộp xoàn đâu. Vậy theo em, nếu người ta bán hộp xoàn thì ta phải lau làm sao? Thì họ sẽ trước tiên họ sẽ đeo găng tay trước, thì sau đấy họ sẽ lau, nói chung là tỉ mỉ hơn rất nhiều. Này là có kinh nghiệm đi mua sàn nhiều lắm. Đúng rồi. Không, em chỉ xem thôi, em không có tiền để mua. Rớt vàng kìa em. What? Không, em chỉ xem thôi, em không có tiền để mua. Rớt vàng kìa em. Tại sao bao nhiêu năm đi hát rồi mà không biết nhìn ra người, sao mà loại cái người ta? Người ta quá trang, quá đồn lum la, sao mình nhìn được? Trời ơi, nhìn cái mỏ. Trời ơi, nhìn cái mỏ. Không được, có nhiều người là sẽ không thấy cái mình luôn. Luôn thì nhìn bàn tay, bàn chân. Ủa được luôn hả? Bây giờ nhà mà đưa xe tay ra, xe tay ra, thấy không? Mày đưa đi hát thấy không? Ở tay khác tiền. Trời ơi, trời ơi. Sáng hơn là bây giờ ca sĩ hay đeo học sòn á. Trời, nói như công chúa kìa, bữa già bá luôn. Này 10k không công chúa? 10k không? Có 15k ra. Trời ơi, xuất sắc. Động cơ nào thúc đẩy mà anh mặc bộ đồ màu đen mà có một bông hồng xám xịt ở đây vậy? Động cơ nào à? Em hỏi stylist đi. Đưa gì bạn lấy hả? Dễ lắm em ơi, giống như là anh ấy làm mannequin, cái móc treo qua đồ nguồn áo rồi đó. Máng cái gì lên cũng được hết trơn trời. Bữa nay chợ có bán bông gì thì người ta gài bông đó. Áp úp hả? Sáng giới. Đâu đâu, nó giọng thấy
Oh. Ê, nó nghe là đồ chợ Bến Thành coi giờ. Bây giờ làm coi bộ được quá ha. Trời ơi, dở hoài. Nghệ sĩ chân thành mà sao đem hàng giả được. Vợ tặng hả Thành? Dạ tặng. Vợ tặng hả? Tặng, dạ, tặng được cái vỏ. À. Còn hộp em mua. Có tặng là vui rồi. Dạ. Vợ có tặng gì không Giang? Có tặng đứa con. Đúng. Cái đó nó còn giá trị hơn bao nhiêu lần cái hộp này nữa. Không, thực ra cái này là vợ tặng. À, vợ tặng. Vợ, cái ngày sinh nhật của em mà vợ lấy tiền của em đi tặng em nè. À, lấy tiền của em mới tặng em. Tự trào hết rồi. Dạ, đến với chương trình này cũng không ít lần rồi, nhất là Vũ nè. Dạ, đây là lần thứ ba. Lần thứ ba. À, đây là một cái bộ áo của Christian Dior mà Vũ mua bên Pháp lúc mà lưu diễn hồi 3 năm trước thì phải. À, nhưng mà lại bỏ nó trong cái tủ và quên mặc luôn. Hôm nay tại vì Vũ đang chuẩn bị ra mắt cái MV mới đó cho nên không có thời gian chuẩn bị cho cái áo quần cho chương trình này. Xong sáng nay mới ngồi loay hoay thì ôi chết, mình không có bộ đồ nào để mặc hết thì mới lục lội qua cái tủ và cuối cùng cái bộ đồ mà Vũ rất yêu thích và Vũ rất rất yêu thích luôn. Một lần nữa rất yêu thích luôn mà lại chưa bao giờ mặc hết thì lại dành trọn cái bộ đồ này cho dòng họ dòng ai vì Vũ nghĩ rất xinh đẹp. Come on baby. Nhìn đi, ba anh em tôi này nhìn này, mặc gia đình không? Tao thấy giống chỗ nào đâu trời. Đẹp bên này giống nè, hai bên giống ở giữa hơi mập. Không, cái đó là bị dương quá thịnh sẽ không tốt đâu. Ở đây âm dương đầy đủ nè. Đâu rồi. Nào, người ta chơi game show mà ta coi phong thủy luôn đó, ta chơi. Không sao đâu, bên đó thì âm thịnh dương suy ha. Mời hai đại tỷ rồi. Xin chào. Nè, nhìn đối dạng nè, thấy chữ gì không? Lover. Mưa vô thấy vợ chồng lạ vậy. Hồi nãy là chữ tiên vừa bước ra tới đây là mặt công nhìn nè. Cái mặt đó làm sao? Cái tâm trạng bên trong, cái nội tâm sao? Đừng về đợi này nha. Vậy đó. Bà chế hai lần thứ hai rồi bà chế quay lại sao? Bữa nay đi event. Dạ bữa nay Harry đi event. Đúng rồi, mặc đồ rất là lộng lẫy. Rất là sao ta, sang trọng. Không biết có lấy lòng của mấy bé có được không? Đấy, bây không giờ biết là có lấy lòng mấy bé hay không mà thấy lấy đèn của mọi người hết rồi đó. Bao nhiêu đèn là tập trung vô bộ đồ hết rồi đó. Để em tập trung vào, để anh hiểu không? Để mấy bé chú ý cho mình. Mấy đứa bé nó rất là thích cái gì mà nó lấp lánh, nó chớp chớp lắm. Cho nên nó chỉ cố tình trên mặt vậy đó. Có còn cái con người nào mà tới một cái chương trình dành cho trẻ con mà ăn bận mà nó lố còn hơn là qua hậu đi dự thi cái gì mà hộp. Quá trời hộp. Sao rồi quá trời hộp. Chọn đây là một bộ đồ rất đẹp anh Thành à. Đẹp ơi là đẹp, còn mấy cái đồ của anh nó như cùi bắp. Mấy cái đồ gì đâu mà. Cái này là cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Cái xì tin người ta. Chị Harry hả? Chị mượn dòng họ em, chị nói không xì gì. Dòng họ nhập bắp cho em. Em bắt đầu cảm thấy lo cho anh Thảo. Người ta áo trend rồi, bắp. Thưa cái gì, áo nào đẹp hơn? Áo của Harry đẹp không phải không ạ? À xin. Muốn phát lương không? Thôi, bỏ. Em thấy chưa? Những người mà đã về với nhau rồi mà còn bây giờ còn gây gổ nhau vậy nữa. Cho nên là đôi khi có những người mà không ưa nhau á thì đôi khi nó cũng sẽ về với nhau, em hiểu không? Ý anh nói vậy em có hiểu không? Em cũng không hiểu. Có nhìn chưa nói gì nha, tới xong nha.